Oh yeah. Mi năm nè. Cao. Đó. Bút ốc luôn á. Bút ốc luôn đúng không? Phát một là lên ốc liền đúng không? Nào, hơi thở ở đây mình cần nhất là sử dụng hơi chứ không phải là lấy hơi sao cho nó nhiều. Phần lớn các bạn lên mạng, các bạn xem các bạn là lấy hơi vô cho nó đầy. Ừ, rồi cuối cùng cái nó tụt hơi ra ngoài trơn. Mình có nhiêu mình xài nhiêu, mà quan trọng nhất là mình sử dụng được cái hơi đó nó hợp lý. Nó đúng rồi, nó hợp lý, nó tối ưu được cái khả năng tạo nên âm thanh hay. À, thì cái hơi của mình đó thì sẽ như thế này. Đây. Cái hơi, lấy hơi xuống là xuống đầu. Xuống phổi, phổi dưới nè. Nên nó xuống dưới luôn á. Dạ. Cảm giác là xuống bụng nhưng mà thật sự là lấy hơi sâu. Thật sự là lấy hơi sâu. Sau khi mình lấy vô là mình lấy bằng miệng đúng không? Dạ. Có mũi nữa nha. À, cả hai. Cả hai cùng một lúc. Nhưng mà lúc khi mình lấy hơi thì miệng mình phải mở. Thì nó mới. Cái thường thường có nhiều bạn á, thấy hơi miệng đóng bao nhiêu vô á thôi. Nó đầu đàm luôn. Đúng không? Có. Miệng lúc nào thì vì lý do tại sao mà trong thanh nhạc á là khi bạn hát á, miệng mình phải luôn mở. Khi mình hát cũng vậy, mở to mở nhỏ thì sao cũng được, nhưng mà lúc nào cũng phải giữ thôi miệng. Giữ phải mở. Đúng không? À, lúc nào miệng cũng phải mở. Đưa hơi xuống đây, xuống dưới đây. Và cái chuyện mà đưa hơi xuống nó là một cái phản xạ tự nhiên. Anh nghĩ là khi nào mình lấy hơi là chắc chắn là nó sẽ xuống rồi đó. Mà không xuống là có vấn đề ở đâu rồi đó. Nên cái này mình không cần phải suy nghĩ gì. Nhưng mà sau khi mình lấy hơi xuống đây rồi, đúng không? Thì mình đưa nó lên để tạo nên âm thanh. Đây cái quan trọng ha. Dùng hơi để tạo nên âm thanh chứ không phải là dùng hơi để cho nó có hơi. À, dùng hơi để tạo nên âm thanh. Vậy thì cái hơi được đưa xuống đây bằng cách định mở, đúng không? Rồi luôn mở nha, đóng miệng lại là nghỉ lấy hơi luôn ha. À, miệng lúc nào cũng mở. Thứ hai là đi xuống đây rồi thì chắc chắn cái nhiệm vụ của nó là phải đẩy ngược hơi lên, bởi vì nó xuống nữa là nó xuống ra, nó ra đường nào. Đó là cái quy tắc của nó rồi, nó phải đẩy ngược hơi lên. Và khi nó đẩy ngược hơi lên, nó đẩy hơi ra đâu? Là đúng. Đúng không? Có ai chỉ cái đó chưa? Đẩy hơi ra đâu? Tại mình phải hiểu. Mình hiểu mình vận dụng đi nhá. Nè, hơi đi vô này. Xuống đây. Mà nó đẩy ngược hơi lên. Hơi đâu? Hơi đâu? Thường thì sẽ ra mũi. Là sao mà hát được mũi đâu à? Ở trên bàn thì vừa hỏi hát được mũi lắm á. Đúng không? Dạ. Hát giọng mũi là dễ đi, bữa nào nghẹt mũi là nghỉ hát luôn. Hơi nó sẽ lên, nó qua cái vùng thanh quản, sau đó nó tác động lên cả nguyên cái vùng trên đây để tạo nên các âm thanh ở âm vực cao, âm vực sáng. Thường giọng hát của chúng ta sẽ rõ ràng hơn âm vực sáng ha. Này, là gồm có khoảng vang ở miệng, khoảng vang ở mặt, khoảng vang ở đầu đó. Ok, hơi nó đi lên đây và nó tác động vào. Nhưng tùy vào cái độ cao thấp của nó thì nó tạo ra vị trí âm thanh. Ví dụ như âm vật chung là khi đó âm thanh nó sẽ này. Đúng không? Thì đó là thường là những cái nốt đầu tiên đó. Những cái nốt đầu tiên đó. Rồi, còn những cái nốt bắt đầu cao lên nữa thì bắt đầu sẽ lên mặt. Đây là những cái nốt mà thường thường hay là Bùi Anh Tuấn hay là ai đó, thường thường dạ. Sử dụng cái khoảng vang trên đây rất là nhiều. Còn ở trên đây là opera thính phòng. Thì cái đó là sử dụng nhiều ha. Rồi bây giờ hơi đưa lên trên đây. Và vị trí ở đây là vị trí mà em phải tập rất là nhiều ha. Hơi đưa lên trên đây. Và mở cái khoảng vang trên vị trí mở nó ra. Tại mình chưa có. Hồi nãy có một chút xíu là nó rung rung ở đây thôi. À, nhưng mà nó không có lên được trên tay. Rồi mình thử nha. Đơn giản thôi nha. Cái bài tập này á, giúp hơi á, nó không đưa qua đây mà nó đưa.
đưa lên trên bàn. Hiểu không? Dạ. Thấy nó nhọt nhọt ở đây đúng không? Thử hạt 2, 3. Đúng rồi. Bây giờ mình phải làm sao mình cảm nhận cái hơi của mình nó lên và nó đầy. Miệng luôn mở đúng không? Có phải là mở miệng để hơi đi xuống, hơi đi xuống bắt đầu hơi đi ngược lên lại, mà nó lên đây nha, nó không lên miệng nha. Từ từ nó sẽ lên miệng khi mà em quen cái cảm giác là mở được cái vùng trên đây. Tại cái vùng đây là vùng của những biết chiêu ly mà đúng không? Dạ, đó sử dụng cái này rất nhiều luôn. Eric rất nhiều luôn, yeah. Bụi Tấn rất nhiều luôn. Em nghe Eric là nhiều nhất. Nghe cái mẫu này ha, mình tập đi, mở khoang vang nè. 1, 2, 3. Cái nốt đầu tiên ở trên đây luôn. Ok, 2, 3. Nó còn đè cổ họng nè. No. Đó, nhẹ lại ở trên đây luôn, không cho nó xuống dưới. 2, 3. Đúng rồi. Hiểu ha. Vị trí âm thanh đó. Gồng cổ là mình có dấu hiệu khi lên cao mình đốt cổ này. Phản ứng tự nhiên hơn. 2, 3. Nhấc cao lên chút xíu nữa. Lên trên này nè. Lên chán chút xíu rồi đó. Dạ. Lên chán chút. 2, 3. Đúng rồi, chính xác rồi đó. Chính xác, nhấc nó lên. Nó vô ngực, nó vô cổ rồi đó. Nó từ từ. Nghe nè. Tại vì mình hơi bị gọi là vội á. Yeah. Mình từ thôi, thoải mái, nhẹ lại. À, khéo léo trong cách xử lý hơi. 2, 3. Có phải là cái bài tập này giúp em tập hơi để cho nó cái toàn bộ là sử dụng hơi đó nó mở và đưa được cái vị trí âm thanh của mình lên cao hơn, nó không bị dừng. Hồi nãy là âm thanh của em nó dừng ở đây thôi, còn bây giờ tập làm sao để âm thanh nó lên trên trán và cao hơn thế nữa. 2, 3. Chân bình tĩnh, trước mắt là đã thông kinh mạch trước đi. Điếm. Đúng rồi, chính xác. Nó đỡ áp lực ở cổ đúng không, nhưng mà để cái thai lên đầu này, cho nên nó lên trên trán rồi đó, lên trên trán rồi đó. Ok, chính xác. Và cứ thế mà đã xong đi.
Nhất thì chỉ âm thanh cao chút xíu. Đúng rồi, nhất thì chỉ âm thanh, đúng rồi. Cúi cái đầu nhẹ xuống, đừng ngước lên. Tiếp. Cúi. À, đúng rồi đó. Hiểu không? Cứ cúi xuống, đừng có gầm rước lên. Cúi. Oh yeah. Mi năm nè. Cao quá. Đó. Bút ốc luôn á. Bút ốc luôn đúng không? Phát một là lên ốc liền đúng không? Nó đã phong kinh mạch chứ. Khoan nói chứ chuyện. Hát hay. Hát được đi. Ờ, khi mình hát được mình tập thời gian mình hiểu về đó, mình tập thì tự nhiên mình hát hay hơn. Ok ha. Tự nhiên em là đó, em áp dụng cho em hát được liền bài hát hồi nãy đúng không? Ngay. Chưa đâu, từ từ. Đó là sử dụng hơi thở. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.